Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louis Mouchy Kiwapo đã đến thăm Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp IDICAF. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh IDICAF kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Tại thành phố Hồ Chí Minh, IDICAF là địa chỉ giảng dạy tiếng Pháp, điểm sinh hoạt văn hóa, biểu diễn nghệ thuật được đông đảo công chúng và cộng đồng Pháp ngữ yêu mến. Nơi đây cũng là cầu nối đưa ngôn ngữ và văn hóa Pháp đến với người dân thành phố, giới thiệu quảng bá văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng Pháp ngữ và cộng đồng người nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Louis Mouchy Kiwapo bày tỏ ấn tượng về quy mô và sự đa dạng trong hoạt động của IDICAF và cho rằng đây là mô hình cần được phát huy nhân rộng ra các quốc gia khác trong cộng đồng Pháp ngữ.